Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Sau một cái video đăng tìm lái cho con máy xúc Doosan DX55 này thì hôm nay có một anh chàng ra nhận máy để làm và thử việc đấy các bạn này. Đấy, theo như mình được biết thì ngày hôm nay chủ máy đã bàn giao máy cho một ông lái mới, một ông thợ lái về làm đây các bạn này. Hôm nay công việc của bạn lái máy này đó chính là đi cậu những cái nắp tấm đan này để lắp vào những cái bể chứa nước ở đây. Đấy, cũng vừa là thử việc luôn và cũng vừa làm việc luôn. Đấy, làm việc thật và thử việc thật. Thì sau buổi hôm nay nếu mà làm được thì sẽ nhận luôn để làm. Còn mức lương và giờ giấc làm việc thì sẽ được thỏa thuận sau cái ngày hôm nay. Đấy, tức là nếu mà làm được thì sẽ thỏa thuận mức lương và sẽ thỏa thuận về công việc, giờ giấc và chế độ. Đấy. Một bác tài ra ngày hôm nay chính thức lái con DX55 này. Do bận công việc thì bạn lái trước đã không còn làm nữa. Và sau cái lần trước thì đã có một bạn về làm đây. Đây là cái công trình hôm trước máy cũng đã làm dở ở đây. Ở đây thì hôm trước máy san chiếc đường xá ở đây, xung quanh đây. Đây là toàn bộ là những cái bể chứa nước, bể xử lý chất thải của bên trong công ty kia. Đây, hôm nay thì máy vào để đậy những cái nắp này các bạn này. Buổi làm việc hôm nay thì các anh kỹ thuật là đang bảo là đậy chỉ có dọc bên này thôi. Đấy. Thì một dọc ở bên ngoài. Ở giữa này không đậy. Thì tạm thời là chỉ đậy một cái dọc ở bên ngoài thôi. Đậy cho nó kín lại. Nắp tấm đan có vẻ không đều nhỉ. Đậy chỉ có những cái phần dọc đây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. 6 ô. Đậy có 6 ô thôi. Đấy, vậy thì không được thì đẩy tới bên kia. Đây là những cái tấm đan cũ. Thế là có cái thì còn tai, có cái không còn tai. Hay đợi, cứ đẩy một bên đi anh. Thì đẩy một bên đi xong là đặt ở bên kia trước xong là lật xuống bên này này. Ý là mình, tức là mình gác sang một bên nhá. Xong là còn một bên mình hạ xuống từ từ ấy. Chứ bây giờ hai tai không có đâu. Thì thôi giờ ăn cái nào có một tai thì phải ăn thôi, chứ giờ tìm cái hai tai thì còn lâu mới có mà hạ. Đấy, cứ móc một bên được cái mà. Anh cứ móc một bên đi. Hai bên không có thì bây giờ làm gì có đâu mà đợi. Cứ móc một bên kệ. Đấy, vì cái tấm đan nó chỉ có một bên nên là thôi thì cũng chỉ móc một bên thôi chứ. Bây giờ hai bên không có mỗi bên thì chỉ móc một bên thôi. Trong quá trình vận chuyển và trong quá trình cẩu lên cẩu xuống nhiều khi có hai tai bị gãy mất một tai. Thôi không có ta móc một tai cũng được. Nay vào đây thì máy làm một công việc rất là nhẹ nhàng. Đi đậy có mỗi vài ba cái nắp tấm đan này. Đậy cho 1, 2, 3, đậy 6 ô. 6 ô này. Một loạt tấm đan đây. Cái nào vỡ thì bỏ, cái nào thừa thì sẽ cũng chất lên cao luôn, chất lên trên cái chỗ mà đậy rồi này. Đấy. Một công việc rất là dễ dàng, hầu như là không có gì khó khăn cả, chỉ đứng một chỗ và nâng lên hạ xuống thôi. Móc cáp thì có người móc. Đấy. Tí nữa anh cứ móc vào đầu thôi, xong là nó đặt một bên trước ấy, xong nó hạ xuống bên kia sau là vừa. Cả công trường có một anh kỹ thuật làm việc và một con máy xúc thôi. Với một thằng quay phim nữa là ba thằng. Bắt đầu công việc là máy chỉ được nâng các bạn nhé. Máy nâng lên sau đó thì anh sẽ chỉnh sửa lại. Không được thì đặt ngoài cùng này trước cũng được, anh thì tí nữa kéo vào. Đấy, rộng ngay. Đấy, máy sẽ nâng lên, còn anh ấy sẽ hỗ trợ cái việc là chỉnh giọt ngang dọc một tí. Sau
sập đấy, vừa không sập đấy. Rồi máy đã gạt cái tấm kia sang lên một chút để lấy diện tích để đậy vào đây. Đấy, ở đây thì những cái nắp tấm đan này thì có những cái nắp dài thì dài quá, nắp mà ngắn thì lại ngắn quá. Đúng, tấm đan chả tấm nào mới vào tấm nào. Rút sắt. Không có tấm nào tấm nào. Đấy, một bác lái hôm nay thử việc ngày đầu tiên. Cho đi làm công việc đầu tiên là đi hạ những cái nắp tấm đan này, đậy vào cái hố thoát nước, hố xử lý chất thải đây. Rồi, cứ đậy tấm khác đi anh ạ, còn cái đấy kệ đó. Anh chàng nào mà lái con này thì không phải bàn cãi thôi, chỉ gọi là thỏa thuận được mức lương người làm thôi. Máy thì máy mới, máy điều hòa đều hiếc đầy đủ. Cứ cầu tầm nữa đậy, còn cái tầm đấy để sau anh ạ. Đấy. Ở đây thì những cái tấm đan này nó không có đều, có tấm thì dài, tấm thì cao, tấm thì ngắn. Tấm này nó lung tung lắm, chả đâu vào đâu. Đấy, vì cái tấm đan này nó không đều nhau, tấm thì dài, tấm thì ngắn. Tấm thì lại có tai, tấm thì mất tai, đấy nên nó không đều nhau nên là phải đậy dồn từng ô một. Đấy, đang đẩy cho nó dồn từng ô một này. Đấy, xếp đuổi từ đây cho tới tận dưới đằng kia. Đấy, có những kiểu tấm nó dài, tấm nó ngắn. Đấy, khi mà mình đẩy trước cái tấm kia là nó hay bị kê. Đấy. Đấy, đuổi đẩy dồn như vậy vừa khít vừa đẹp luôn. Đấy, hai cái tầng đấy là đẹp rồi. Tấm đấy tụt đấy. Thế tí đấy, giờ kéo cái tấm ở chân chú ấy. Thật tụt xuống là lại phải moi đấy. Đấy. Cái có nhiều tấm nó ngắn quá nó sẽ bị không bám vào cái thành được. Đấy, tì vào cái tay sắt. Đấy, đẹp rồi. Nếu như mà nó có kích thước đều, có tai đều, dễ đặt thì mình đặt đâu, đặt bừa đâu cũng được. Đây không có, phải đặt đuổi dồn. Tấm có tai không sao, tấm không có tai nó mà lộn cổ xuống là không thể móc lên được. Đấy, đẩy gầu vào này. Rồi, khít đẹp luôn rồi. Đấy, cái tấm kia nó bị úp xuống, bây giờ lật ngửa nó lên để nó lộ cái móc ra này. Hài lòng. Đấy, những cái tấm này chỉ có một cái móc thôi. Bây giờ anh sẽ đặt nhấc cái móc ra để móc được cái cáp với dây vào. Vất vả, nắng nôi này. Đấy. Cái tấm này sẽ dê
tấm này thì phải dê, móc phải có một bên nên phải dê. Dây điện đấy. Hơi vướng dây điện một tí. Anh cho hai tấm kia cho đấy. Tấm kia một tấm ngắn. Ngắn à? Ngắn. Thừa đầy tấm đàn ấy, ở giữa không đậy thì thừa đầy. Đẩy à? Đẩy đầu kia kìa. Đẩy, đẩy xem đi nè. Đấy. Rất là nhẹ nhàng. Rồi, khít rồi. Một tấm nữa thôi là hoàn thiện ô đầu tiên. Rồi, đẹp rồi. Cái tấm này gắn này vừa không? Gắn này lại đi kia chắc, đi kia luôn đó. Đấy, lôi bố cái tấm bên kia sang được. À, lôi một miếng nữa cho một miếng tấm nữa là vừa vào đây. Đấy. Đẩy sang không tí nữa là móc vào nó lại kích. Đúng là phải có cái thạc sạc cậy thì ngon hơn. Lên ngay. Rồi cứ móc cứ đậy tấm này trước. Có 6 ô. Có một bên thôi anh ạ. À. Một bên cũng được, nó cẩu lên cao được mà. Móc rồi. Lúc nào rơi thì buộc vào giữa. Đấy, kéo một tấm nữa để ghép nối vào đây. Đấy, lộn cổ luôn. Nhưng mà còn đầu nên là không sợ. Đấy, hút. Công cho vào đây cho nó gọn cái đằng trên này luôn đi. Đấy, lộn, thích lộn cổ, lộn đầu, lộn đuôi thì lộn đi. Đấy. Từ từ nhấc dây anh ạ, lộn đấy. Đấy. Thôi lộn luôn rồi. Lộn thành cá mập. Biến thành cá mập rồi. Cá mập là ăn mất miếng này rồi. Còn miếng này giờ lấy lên. Cái đây làm gì anh? Bể xử lý chất thải. Không móc được đâu, thôi lấy lên thêm miếng khác. Dạng như kiểu bể xử lý chất thải ấy. Nó từng khoang ấy. Đấy, chuẩn phải nói là bể xử lý chất thải đây, nên nó có những cái đường ống thoát kìa. Thì cái tấm đấy để mẹ đấy đi anh. Đấy. Bây giờ thì máy sẽ tiến hành tiếp tục là đẩy nốt cái nắp vào đây cho nó hoàn thiện cái ô đầu tiên, sau đó tới ô thứ hai, ô thứ ba, ô thứ tư các bạn nhé. Đấy, như vậy là sau một hồi thì máy xúc đã lắp xong xuôi cái phần nắp tấm đan cho cái bể xử lý chất thải này các bạn này. Đấy, cũng là cái ngày thử việc đầu tiên của anh chàng lái máy này. Thì chắc chắn sẽ là thử 1-2 ngày, nếu mà làm được thì sẽ bàn bạc về mức lương và giá cả các bạn ạ. Đấy, cái tấm đan này đã được lắp xong xuôi sạch sẽ rồi. Thì ngày hôm sau nữa thì có làm công việc gì thì bên kỹ thuật họ sẽ gọi ra và làm nốt các bạn. Rồi, video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chân mình kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tiếp theo.